Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương các giải pháp ứng phó với thời tiết. Trong đó theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt để chủ động khơi thông dòng chảy, đảm bảo an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra.